Vâng, mình chào cô chú anh chị. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video chăm sóc tre khi tre vừa 3 tháng. Tre này trồng khoảng 3 tháng rồi ha. Khi mình trồng 3 tháng thì bắt đầu mình sẽ xới gốc xung quanh và gãy sơ dừa lên. Đó, mình bắt đầu mình tưới phân nha, nha cô chú anh chị. Đó là tre nhỏ mình chăm sóc từ nhỏ nha. Đó. Cái này mình xới lên cho nó xốp xung quanh hết. Đó, mình xới lên cho nó xốp. Cái đầu mình gãy sơ dừa lên. Đó, mình đậy cỏ. Tưới nước đậy cỏ lại hết. Thì nó sẽ giúp cho cái tre mình nó sẽ dễ lên măng, nhanh lên măng hơn. Còn mình để đất nó cứng dẻ quá thì tre nó sẽ lâu lên măng nha. Cái này thì mình cũng mới xới đây nè cô chú chị. Đây mình xới nè. Xới xung quanh đó. Tránh đừng có nên xới gần gốc quá ha. Quá thì khi cái gốc tre này nó mới trồng đây nó để nó ăn chưa có được sâu đó, khi mình xới gần quá nó dễ, gió nó dễ bị lật cái bụi tre của mình. Nên mình xới cách ra khoảng chừng từ cái gốc ra khoảng chừng một tấc này, xung quanh đều tấc hết nha. Chừa cái gốc lại. Chỉ xới xung quanh thôi nha. Tre mình trồng cái vườn này thì cũng khoảng mới 3 tháng à. Đúng là một tháng mình trồng là tháng đầu tiên á. Khi mình trồng được một tháng là bắt đầu mình xương phân, xương bằng phân lạnh của mình đó. Đó, mình xương phân lạnh ha. Lúc đó mình, nếu mà cái thùng của mình á, thùng khoảng chừng cái thùng nhỏ nhỏ đó, thì mình cho khoảng chừng một muỗng, muỗng ăn canh của mình á, là một muỗng phân thôi. Lúc đó tại vì cái rễ tre nó còn rất là non. Xương chừng một muỗng ăn canh cho cái thùng nhỏ đó là mình sẽ tưới thùng, như mình tưới khoảng là ba bụi tre nhỏ này. Đó, toàn bộ mình xới lên hết nha, xới lên rồi mình đậy gốc. Đây này là bụi tre mình đã đậy gốc nè. Vậy mới 3 tháng có bụi thì nó cũng đã có lên vài cây măng rồi. Măng nhỏ lắm. Có bụi thì chưa. Đó, này chia sẻ cho cô chú anh chị em. Mình nói chung á, cây cái bụi tre nào hay hoặc cái cây nào đi nữa nó rất là đất xốp thì nó rất là chịu, rất là tốt. Nếu mình làm cho đất nó xốp thì rễ nó sẽ ăn ra nhanh, khi mình tưới nước rồi rễ nó sẽ hút nước thật nhanh, nó sẽ hấp thu lên cây của mình. Sau khi mình đã xới xong rồi mình gãy ba cái sơ dừa lên nè. Nữa mình sẽ lấy cỏ mình sẽ đẩy lên. Và nhất định sẽ măng sẽ lên nhanh thôi.